nhìn về giáo hội Việt Nam, ngày càng giáo dân càng phản ánh những tiêu cực của đời sống linh mục, nhất là đời sống hưởng thụ, quyền hành, ngặt nghèo, xa cách giáo dân. Xin chia sẻ một số nét tiêu biểu trong tính cách rất dễ thương và là khuôn mặt người linh mục rất dễ mến của Đức Thánh Cha Francisco. Đó là tính cách rất hấp dẫn của con người linh mục, vì nó phác họa lại dung mạo của Đức Kitô, đem lại một sức năng động mới cho các linh mục ngày hôm nay. Đức Francisco khi còn là tổng giám mục ở Benares, ngài không sử dụng xe hơi riêng, cũng không có tài xế riêng. Ngài sử dụng phương tiện giao thông công cộng, metro hoặc là xe bus. Ngài từ chối ở trong ngôi biệt thự xinh đẹp của tòa tổng giám mục và đến ở trong căn hộ hai phòng nhỏ trên lầu 3 của nhà chung giáo phận. Khi lên ngôi, ngài không đến ở căn phòng dành cho giáo hoàng nhưng ở tại nhà khách Thánh Marta, căn phòng số 201 dành cho khách trọ, phòng ăn chung cùng ngồi chung với mọi người. Sau khi đắc cử giáo hoàng, vị trưởng nghi Guido Marini đề nghị là ngài mặc áo choàng đỏ, tượng trưng cho quyền lực. Ngài trả lời, không, cảm ơn, lễ hội hóa trang đã kết thúc rồi. Hôm sau, ngày đăng quang, ngài cũng không mang giày đỏ, cổ điển và vớ tím, nhưng mang đôi giày màu đen cũ kỹ đã biến dạng. Trong việc tuyển chọn các giám mục, ngài thông báo cho các sứ thần thay mặt cho giáo triều có trách nhiệm tiến cử các ứng viên rằng đó phải là những mục tử gần dân chúng, yêu mến sự khó nghèo, không mang não trạng ông hoàng. Một buổi sáng tháng 9 trong một thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, ngài đã công kích việc tôn thờ tiền bạc và tỏ ra rất phiền muộn. Ngài nói rằng, dính bén tiền bạc thì sẽ xa cách Thiên Chúa. Tiền bạc làm cho tinh thần trở thành bệnh tật, làm đức tin trở thành tàn tật. Ngài còn nói thêm rằng, tình yêu tiền bạc khiến cho các linh mục và giám mục phạm tội. Và nếu lòng tham nổi lên thì tinh thần hư hỏng, có nguy cơ coi tôn giáo như là một nguồn thu lợi. Khi còn là vị tổng giám mục, ngài đi ra phố như là một linh mục và xác tín sâu xa rằng việc gặp gỡ người nghèo giúp tìm được sự phong phú thiêng liêng. Bởi vì nơi người nghèo, người ta nhận ra tính thật thà và đơn sơ cách đặc biệt trong mối tương quan với Chúa. Ngài biết các khu ngoại ô cũng là thế giới của bạo lực, ở đó sự tàn ác vẫn treo lơ lửng. Vì bênh vực người nghèo, chống lại những bất công và các thế lực đen tối, ngài cũng nhận được những lời đe dọa. Nhưng ngài vẫn khẳng khái, tôi sẽ không rời bỏ đường phố. Ngài luôn đến các giáo xứ, nhất là các giáo xứ vùng ngoại ô, để thăm viếng những gia đình nghèo khổ. Ngài luôn nhắc các linh mục, giáo hội không phải được thành lập để kiểm soát người dân, nhưng để đồng hành với họ, bất cứ nơi nào họ hiện diện. Sau khi được bầu, ngài đã chọn danh hiệu là Thánh Francisco Assisi và giải thích như sau: vì tôi muốn một giáo hội nghèo cho người nghèo. Trong chuyến tông du đại hội giới trẻ tại Rio de Janeiro, Đức Francisco đã đến thăm khu dân nghèo Varginha. Ngài đã xuống khỏi xe để đi bộ dưới trời mưa trên những con đường lầy lội trong khu ổ chuột. Như một ông cha xứ, ngài vào thăm một gia đình trong căn nhà lụp xụp, cùng cầu nguyện và trao đổi với họ, chúc lành và ôm hôn tất cả những đứa con trong gia đình. Sau đó, từ khán đài nhỏ, ngài nói, tôi muốn gõ cửa từng nhà chào thăm anh chị em. Đức Francisco luôn tìm cách gặp gỡ con người, đụng chạm đến người ta và để người ta đụng chạm đến mình. Việc tiếp xúc về thể lý là một phần trong cung cách giao tiếp của ngài. Ngài không muốn trở thành bức tượng. Các tín hữu đều có thể ôm ngài, như trường hợp anh quân nhân người Ý sau trận chiến Afghanistan trở về đã ở bên ngài thật lâu. Trong chuyến đi đến những người nghèo khổ tại thành phố Assisi, ngài vào thăm trung tâm Sarafico dành cho những người khuyết tật. Ở đó, hơn một tiếng đồng hồ, ngài vuốt ve ôm hôn khoảng 100 người khuyết tật. Cánh tay ngài nắm lấy những cánh tay đưa ra, ôm lấy vai họ, mơn trớn lên má họ. Ngài truyền đạt sự gần gũi giữa thân xác với thân xác. Đức Hồng Y Turan nhận xét rằng, người ta đến Roma để xem Gioan Phaolô II, để nghe Benedicto thứ 16 và để đụng chạm đến Francisco. Trong một cuộc lễ, Đức Francisco không đặt khoảng cách với các tín hữu, không giữ khoảng cách nghi lễ, ngài đón tiếp họ, lôi kéo họ, đụng chạm tới họ. Ngài nói chuyện, lắng nghe và nhìn vào mắt các tín hữu. Trời mưa, ngài vẫn để đầu trần như đám đông khách hành hương. Trước đây tại Benoist, ngài không hề như thế.
Khi lên giáo hoàng, ngài đã đập vỡ cái áo giáp nhút nhát và hay xấu hổ trước kia. Ở Argentina, ông Jose Maria, giám đốc tạp chí văn hóa Criterio, diễn tả ngài là người hầu như lúc nào cũng buồn, lo lắng, ít nói, không bao giờ cười. Một số anh em ở trụ sở trung ương dòng tên tại Roma cũng biết ngài trước đây là con người khó tính và khép kín. Đúng là Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ ơn xuống trên vị được chọn. Thật vậy, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên với đám đông tại quảng trường Thánh Phêrô, nhất là sau chuyến tông du đến Brazil, Đức Francisco đã được các tín hữu đón tiếp với một sự cuồng nhiệt ngày càng lớn. Nhờ đó, ngài xác định rõ hơn về sự dịu dàng mà ngài khuyên các linh mục phải có trong cuộc tiếp xúc với người khác. Đức Gioan Phaolô II tuy được mọi người cảm phục và quý mến, nhưng ngài vẫn giữ sự khác biệt trong vai trò và tính cách như là một vị vua trong các cuộc tiếp xúc cá nhân. Đức Francisco thì xóa bỏ mọi ngăn cách, ngài gần gũi như là một người cha, người mẹ qua sự chân thành. Trong phòng tiếp khách, ngài để cho trẻ em đến bên cạnh mình khi phát biểu và bình thản khi có em bé leo lên ghế giáo hoàng. Ngài không muốn bị cắt đứt khỏi người khác bởi màn hình trong các nghi lễ, cũng không muốn có cảnh sát bao quanh. Tôi không cần cận vệ, tôi không phải là người không biết bảo vệ mình. Sau ngày được bầu, ngài và nhà thờ Đức Bà cả để kính viếng và vẫn để cửa cho tín hữu và du khách vào trong cùng với mình. Như là một cha xứ nhà quê, ngài dâng bó hoa trên bàn thờ cho Đức Mẹ. Đức Francisco đã từng khẳng định người chăn chiên phải có mùi chiên, thì đoàn chiên mới nhận ra. Ngay từ những tháng đầu tiên, ngài đã diễn tả sứ vụ của mình. Tôi thấy rõ rằng điều mà giáo hội cần nhất lúc này là khả năng chữa lành những vết thương và sưởi ấm tâm hồn tín hữu, sự gần gũi, sự thân thiện. Giáo hội giống như là một bệnh viện dã chiến sau một cuộc chiến. Chúng ta phải chữa những vết thương đã, sau đó mới trao đổi về những gì còn lại. Ngài muốn một giáo hội không thể để mình bị đóng khung trên những luật lệ nhỏ mọn, không bám víu một cách quá đáng vào sự an toàn của giáo lý, không biến tôn giáo thành một ý thức hệ, nhưng chỉ tập trung vào lời loan báo nền tảng là chính Đức Giêsu Kitô đã cứu độ bạn. Từ đó, ngài gợi lên hình một giáo hội làm mẹ và làm mục tử. Tôi có một điểm giáo lý chắc chắn, đó là Thiên Chúa trong cuộc sống của từng người, ngay cả trong cuộc sống của một con người đã trở thành bi thảm, bị các nét xấu làm băng hoại, thì Thiên Chúa vẫn ở trong cuộc sống của họ. Người ta có thể và phải tìm kiếm ngài trong mọi cuộc đời của con người. Sứ điệp này đã được mọi người reo vang và đem lòng cảm mến cách ngài nói, cách ngài xuất hiện và cách ngài sống. Có người thú nhận, tôi đã tách rời khỏi giáo hội và bây giờ Đức Francisco đã đưa tôi trở lại với giáo hội. Hoặc là ông Marco Tarquinio, tổng biên tập của tờ báo Avenir, trích lời một độc giả. Đã từ lâu người ấy không cầu nguyện, nhưng bây giờ mỗi ngày đều cầu nguyện cho Đức Francisco. Giáo hoàng đã đốt nóng con tim người tín hữu, đụng chạm tới những người dè dặt và tiếp xúc được với những người ở xa nhất. Điều giúp ngài gần gũi với đại chúng là sự chân thành, nhất là khi ngài đề cập cả đến những thiếu sót của giáo hoàng. Ngay cả giáo hoàng cũng đi xưng tội 2 tuần một lần, vì giáo hoàng cũng là một tội nhân. Các giáo hoàng khác cũng nói tương tự như thế, nhưng mang kiểu cách thánh thiêng. Còn cách nói của Đức Francisco làm phá vỡ hết mọi bệ tượng. Mỗi ngày, ngài đều rời phòng ở lúc 10 giờ để đến chỗ làm việc. Người ta có thể gặp ngài nơi hành lang, trong thang máy, có khi thấy ngài uống cà phê và đang tìm tiền lẻ để trả tại máy bán cà phê. Ngài chân thành, nhưng cũng thẳng thắn tố cáo những tham nhũng trong giáo hội, không quan ngại nói tới những giáo sĩ sống bất xứng với sứ vụ của mình và chạy theo những của cải trần gian. Ngài đã than phiền, tôi đau buồn khi chứng kiến một linh mục hay tu sĩ đi chiếc xe hơi đời mới. Nếu con yêu thích chiếc xe hơi đẹp đẽ, thì hãy nghĩ đến tất cả những đứa trẻ đang chết đói. Đôi khi ngài gay gắt, điều làm tất cả chúng ta ghê tởm là thấy giữa chúng ta có những linh mục không chân chính hay là nữ tu không chân chính. Sống giản dị, thanh đạm mà vui, chứ không phải với khuôn mặt u buồn. Ngài cho thấy không có thánh thiện trong sự buồn thảm, buồn là có điều gì đó không ổn rồi. Ở SCC, ngài nói với các đan sĩ Clara rằng, đời sống chiêm niệm phải dẫn tới niềm vui, tới con người, tới nụ cười. Trong một lần tiếp kiến, một bà mẹ người Tây Ban Nha nói nhỏ với ngài, cảm ơn Đức Thánh Cha đã trở nên một Đức Giêsu mới trên trần gian.
Giáo hoàng đỏ mặt rồi bật cười nói, nhưng tôi là một con quỷ. Khi đến tham dự một nghi lễ long trọng, ngài cũng giống như các giám mục khác, tự mang theo mũ và các vật dụng khác. Khi giảng, ngài không ngồi trên ngai giáo hoàng, nhưng đứng nói giống như là một cha xứ. Kiểu sống bình dân và giản dị của ngài đã làm đảo lộn cả truyền thống, loại bỏ tính cách phong kiến của giáo triều đã kết tụ bao nhiêu thế kỷ. Có lần ngài nói, các người đứng đầu trong xã hội nhiều khi cũng có tính tự yêu mình quá đáng, lại được triều thần tung hô và phỉnh nịnh. Triều đình là bệnh phong của giáo hoàng. Ngài nhấn mạnh đến lòng Chúa thương xót, không ai được để cho mình thất vọng, phải biết đón nhận lòng thương xót và trở nên người biết xót thương. Trong một bài giảng, ngài nói, điều con người ngày nay cần nhất là những chứng từ của chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa để sưởi ấm con tim, đánh thức niềm hy vọng và lôi kéo người ta đến với điều thiện. Bằng hình ảnh đó, ngài khuyên các bề trên dòng tu đừng nhằm đào tạo chỉ dựa trên kỷ luật và giáo thuyết. Đào tạo là công việc của người thợ thủ công, chứ không phải của người cảnh sát. Chúng ta phải đào tạo những tâm hồn, bằng không chúng ta đang sản xuất ra những quái vật nho nhỏ, rồi những quái vật nho nhỏ này lại đào tạo dân Thiên Chúa. Điều đó làm tôi rợn tóc gáy. Ngài chỉ trích những cơ cấu giáo hội ít có khả năng đón tiếp và những giáo xứ co mình lại trong việc ban phát các bí tích. Ngài nhắc nhở các cha giải tội. Tòa giải tội không phải là một phòng tra tấn, nhưng là nơi của lòng Chúa thương xót. Các cha xứ không phải là một công chức, cũng không phải là người sở hữu những gì của Thiên Chúa. Họ chỉ là những máng chuyển mà thôi. Đức Francisco tiếc vì không được tự do đi lại. Đức Gian Phaolô II cần khung cảnh thiên nhiên, còn Đức Francisco cần được tiếp xúc với con người. Ngài muốn đi lại trên những con đường của Roma. Ngài dứt khoát từ chối bị cách ly như thể bị nhốt trong chiếc lồng son vậy. Chính vì thế mà ngài không dâng lễ một mình, nhưng dâng lễ tại nhà khách Thánh Mát-ta cùng với một nhóm tín hữu. Ngài muốn được nghe chung quanh mình không phải tiếng nói của nghi lễ, mà là những tiếng nói của một cuộc sống hàng ngày. Ngài trả lời rất nhiều tin nhắn, điện thoại cho đủ mọi hạng người, như gọi cô bé bị bỏ rơi đang mang thai, cho người phụ nữ bị hãm hiếp, cho một linh mục, cho đôi vợ chồng có hai con đang bệnh, cho một sinh viên, cho một em bé tặng ngài bức hình vẽ. Đó là cách ngài làm để cảm thấy mình là một linh mục, là một cha xứ đường phố. Ở Vatican cũng như là trong hàng giáo sĩ trên khắp thế giới, người ta rất thích tính bình dân của Đức Giáo Hoàng, tính cách đang làm chấn động toàn giáo hội. Nhưng phía hậu trường cũng đang nổi lên một sự bất mãn về cách thức mà Giáo Hoàng Francisco mỗi ngày làm giảm thiểu hình ảnh biểu tượng của ngôi giáo hoàng. Một giáo hoàng tối thượng bất khả xâm phạm của giáo hội công giáo. Cách đây 50 năm, người ta cũng đã từng tố cáo Đức Gioan 23 như vậy, đã nhạo ngài là một ông lão nhà quê. Còn lạ hơn nữa là khi ngài không cử hành thánh lễ thứ năm tuần thánh trong thánh đường Laterano, nhưng cử hành nghi thức rửa chân trong nhà tù dành cho trẻ vị thành niên. Trong đó, ngài lại rửa chân cho hai phụ nữ, một người là tín đồ Hồi giáo, ngài nói về Chúa Giêsu, nhưng không ngần ngại khích lệ các tín đồ các tôn giáo khác hãy sống tốt theo niềm tin của mình. Trong thánh lễ ở Lampedusa, ngài nói bằng thứ ngôn ngữ đơn sơ nhưng gây chấn động chưa từng thấy. Nhiều người trong chúng ta, trong đó có cả bản thân tôi nữa, chúng ta đã đi sai đường, chúng ta không còn quan tâm đến thế giới trong đó chúng ta đang sống. Ai phải chịu trách nhiệm về máu những anh chị em này đổ ra? Ai cũng trả lời là không phải tôi không có mặt ở đây. Chúa đang hỏi mỗi người chúng ta, máu của ngươi em đâu? Nó đang kêu đến ta. Chúng ta đã đánh mất ý nghĩa trách nhiệm của những người anh em. Đức Francisco trình bày một thế giới trong đó mỗi người khép lại trong ảo tưởng bọt xà phòng của mình, khiến ta dửng dưng với người khác, thậm chí là toàn cầu hóa tính dửng dưng. Ngài kêu gọi là hãy khóc cho sự tàn bạo đang nhan nhãn trên khắp trái đất. Quyền hành đích thực là phục vụ, như Chúa Giêsu đã phục vụ. Người vĩ đại nhất là người phục vụ nhiều nhất. Con là hạt muối nhỏ nhoi mà hồng.
Chúa gọi mời. Ôi tình yêu Chúa thâm sâu, con là hạt muối bề dâu. Nếu muối không còn mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Dám sống như Ngài. Ôi tình yêu Chúa huyền siêu, xuống trần chịu chết vì yêu. Nếu muối không còn mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Gian khó hiểm nguy, có Ngài sợ hãi điều chi. Bao người còn sống khổ đau, trẻ thơ đói khát hao gầy. Tôi còn hờ hững được sao, lên đường hạnh phúc rộng trang. Nếu môi không còn mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Khi suy niệm bài phúc âm Marco chương 10 câu 33 đến câu 40, Đức Phanxicô nói như sau: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là hãy thay đổi não trạng và đi từ sự ham hố quyền hành đến niềm vui được ẩn mình và phục vụ, loại trừ bản năng thống trị người khác và thực thi nhân đức khiêm tốn. Chúa Giêsu chủ yếu thi hành một chức linh mục thương xót và cảm thông.
Vinh quang của người không phải là thứ vinh quang tham vọng hoặc là khao khát thống trị, nhưng là vinh quang được yêu mến con người, đảm nhận và chia sẻ yếu đuối của họ và ban cho họ ơn thánh chữa lành, tháp tùng hành trình sầu muộn của họ với lòng dịu dàng vô biên. Đối với Đức Francisco, điều hành không phải là ra lệnh mà là phải lắng nghe, xây dựng sự đồng thuận, giải quyết khó khăn bằng cách dành thời giờ lượng giá vấn đề thật chín chắn. Hành xử quyền bính có nghĩa là phải làm cho những người quanh mình được lớn lên, chứ không phải là múa máy trước gậy quyền lực. Ngài nói lên kinh nghiệm đó như sau: tôi luôn cảnh giác với những quyết định đầu tiên, thường thì quyết định đó là sai lầm. Tôi phải chờ đợi, trong lòng tôi phải thẩm định vấn đề và phải có thời gian cần thiết. Ngài cũng đã khiêm tốn tự phê mình. Khi tôi đối diện với một khó khăn, tôi thường phạm sai lầm, tôi cư xử không tốt và tôi phải nhìn lại, phải xin lỗi. Điều đó có ích cho tôi vì giúp tôi thông cảm những sai lầm của người khác. Trong việc cải tổ giáo hội, Đức Francisco thúc đẩy hàng giáo sĩ tránh rơi vào chủ nghĩa bàn giấy, tránh lạm dụng những giải pháp kỹ thuật, tránh lấy lại những kiểu sống hay là những hình thức lỗi thời, những hình thức không có khả năng trở thành dấu chỉ ngay cả về mặt văn hóa. Không muốn hàng giáo sĩ rơi vào cám dỗ, biến sứ điệp tin mừng thành một ý thức hệ hay là điều hành giáo xứ theo cách độc đoán. Ngài đặt câu hỏi rằng, chúng ta, giám mục và linh mục, có dành cho giáo dân một sự tự do chính đáng không? Chúng ta có giúp đỡ họ và đồng hành với họ, bỏ đi mọi cám dỗ can thiệp và bắt họ lệ thuộc quá đáng hay không? Thay vì làm việc như nhà truyền giáo, phục vụ tín hữu và những người thiện chí, thì giáo hội lại muốn trở thành trung tâm và là người kiểm soát. Đức Francisco muốn một giáo hội mở rộng, một giáo hội đến với thế giới. Ngài có những nhận định chống lại chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan và đã từng cảnh giác: chúng ta đừng làm nô lệ cho sự bảo vệ chân lý của chúng ta một cách dường như là hoang tưởng. Nếu tôi có chân lý thì họ không có. Nhưng than van, cố tố cáo một thế giới man rợ hiện nay sẽ dẫn tới việc làm nảy sinh ngay trong giáo hội ước mong thiết lập trật tự, hiểu như là việc chỉ lo bảo thủ mà thôi. Không, Thiên Chúa để cho con người ta gặp Ngài trong cái hiện tại. Chắc chắn là chúng ta ai cũng biết Đức Francisco đang là một cuộc thay đổi tận gốc trong giáo hội. Chúng ta hãy bắt đầu một giai đoạn mới của giáo hội, đó là công thức của Ngài. Đức Francisco không ảo tưởng vì một giáo hội mà không gần gũi con người hơn nữa, không tỏ lộ được khuôn mặt của Đức Kitô với tình yêu và ơn cứu độ, thì có nguy cơ sẽ chết. Làm sao qua chúng ta? Tôi có thể đến với mọi người. Ngài nói lên sự trăn trở đó và gửi đến các giám mục vài ngày trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục như sau: tôi có cảm tưởng là Đức Kitô đang bị giam hãm trong lòng giáo hội vì Ngài đang gõ cửa để xin đi ra. Mặc dù đề ra một chương trình, nhưng Ngài không biết chương trình đó dẫn tới đâu. Trong khi nỗ lực bao la để đổi mới giáo hội, Ngài không cố ý xác định một mẫu hình cuối cùng mà công việc lớn lao này đưa tới. Hướng đi của Ngài là làm những điều nhỏ bé mỗi ngày với một trái tim vĩ đại mở ra cho Thiên Chúa và tha nhân.